Chào cả nhà đến với kênh YouTube của Hải Keo Ninh Vân. Hôm nay mình sẽ bắt đầu đi hái rau lại để bán mấy bạn. Bữa giờ trời gió quá nên mấy cái cây mấy bạn thấy không, nó sơ xét, nó không còn lé gì hết. Nhưng bữa nay bắt đầu nó re búp, lé mi nó cũng bắt đầu re búp lại mấy bạn. Và rau đây thì nó nằm ở trên cái đếm đây, nó cũng không có bị gió. Tự mình trồng ở trong đếm cỏ ha, nên nó không có bị gió. Bây giờ bắt đầu mình sẽ hái rau đi bán lại. Mai bạn nào có ủng hộ, có dùng ý dùng rau gì thì mai ủng hộ dùm cho mình. À, giờ mình sẽ bắt đầu hái lại. Đây là ý rừng đó mấy bạn. Mình sẽ hái ý rừng để mai nêm với lại đột mi non. Đó, bạn nào có mua thì sáng mai ngày 14 tháng 11 ủng hộ dùm cho mình. Thank you.
Đây là cái thùng để luộc bắp mấy bạn. Bữa nay mình sẽ luộc chuối xét. Đây là mấy nã chuối xếp vú ở trong cái thùng đây, bây giờ nó chín rồi. Thử nó chín bối rồi, bây giờ mình sẽ đem đi luộc cái mớ này. Không có son nào mà luộc nổi hết. Bây giờ mình sẽ lấy cái thùng luộc bắp để mình luộc cái mớ chuối này, mai đem lên chợ bán mấy bạn. Lên chợ ủng hộ mua cho mau. Mua cho mau lị. Chuối xếp mấy bạn thấy không? To vĩ đại không? Chuối xếp Khánh Hòa. Nè. Chú sếp thấy nó bự ghê chưa? To. Chỉ có cái thùng đây là mới luộc hết nó nữa. Chứ mấy cái son nhà mình nó đâu có to tới mức mà luộc hết mấy cái chuối này. Ôi, bếp để lên lửa.